trụ trì chùa Ba Vàng bị kỷ luật vụ xá lợi tóc Đức Phật. Chiều 4 tháng 1 năm 2024, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo khu vực phía Bắc đã họp bàn về việc xem xét kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, Quảng Ninh về vụ việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật. Trước đó, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, chùa Ba Vàng tổ chức lễ rước, cung cấp, sản xuất thông tin tạo sự hiếu kỳ liên quan một vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật, thỉnh từ Myanmar về chùa Ba Vàng trưng bày. Sự việc đã bị dư luận lên tiếng, nghi ngờ về nguồn gốc và tính chân thực của vật thể được chùa Ba Vàng gọi là xá lợi tóc Đức Phật, bảo vật quốc gia thiêng liêng của Myanmar. Sau khi xem xét, căn cứ các thông tin, báo cáo, dư luận xã hội và tác hại của vụ việc, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp thống nhất biện pháp kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng đã nhận lỗi trước giáo hội, tăng ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Giáo hội yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm và sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng đúng quy định của giáo hội và pháp luật. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12, đã có hàng vạn người dân, Phật tử về chùa Ba Vàng để chiêm bái, đảnh lễ xá lợi tóc Đức Phật. Trước sự việc trên, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, xác minh lại sự việc, làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và việc tổ chức trưng bày cho Phật tử và nhân dân đến chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng của sư trụ trì, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền nếu có vi phạm. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã trao đổi và có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc. Đồng thời đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo và xử lý nghiêm theo giới luật Phật giáo, hiến chương và quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu các tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan đến vụ việc có sai phạm.